tâm nó tịnh rồi đó. Gặp lại coi. Tỉnh chưa Phương? Đổi thừa hoàn cảnh này. Lên tiếng mà nước thì chưa tung. Tung nước là tặng luôn chung. Làm sao đây? khoái. Nghe cái nó tịnh là tội lắm. Còn gõ làm sao, quánh làm sao mà dâng hết phúc đức là khỏi tặng chung. Kêu nhưng mà không tung nước, thấy chưa? Thấy chưa? Tâm có thiện không hay là bất thiện? Khai thật coi. Tâm chưa tỉnh á anh. Đây để anh